Mới về cái Wigo anh chị, Wigo 218 số sàn nhập Indo. Xe này một chủ mua mới màu trắng nha. Số sàn á, nhập Indo đúng 60 ngàn anh chị. Đúng 60 ngàn một chủ mua mới, không lỗi lầm, đăng kiểm mới tới tháng 7 2026. Xe mua sao để vậy, chưa có trang bị gì hết anh chị. Dán được đúng một bộ phim cách nhiệt với lại bộ ghế da chỉ vậy thôi. Đó, còn nhiêu là của nó hết từ lúc mua trong hãng tới giờ, gắn cái cản inox rồi chụp inox đèn linh tinh lặt vặt thôi chứ chưa có lên màn hình. Xe này còn thiếu cái màn hình nữa anh chị. Vỏ lốp còn theo xe nha, chạy 60 ngàn á. Xe này bên Tâm bán cho anh chị là 240 nha anh chị. 240 cho con Wigo nhập khẩu 2018. Đó, xe chuẩn nha anh chị, một chủ mua mới. Một chủ mua mới, chưa bao giờ sang tên đổi chủ gì hết. Chất xe khá lắm anh chị. Đồ đàn của nó liền lạc ha, không lỗi lầm nha. Đó, 100% là nguyên zin. Bánh dự phòng và còn y luôn, chưa xài luôn anh chị. Này là biển số Sài Gòn ha. 240 anh chị. Đèn đốt sáng trưng. Xe đẹp lắm. Biển số 51G772300. Gương kính rin hết nha. Được dán phim cách nhiệt rồi. Nội thất nè anh chị. Ghế da hai màu. Trần nỉ. Vô lăng cần số đẹp. Cần số là không có vết mòn luôn anh chị ha. Cần số vô lăng đúng cây số nha. Nếu xe này mà anh chị phát hiện mà có dấu hiệu tua đồng hồ thì Tâm đền cho anh chị bao nhiêu cũng được nha. Tâm bồi thường về cái danh dự, bồi thường danh dự và nhân phẩm và chi phí đi lại mọi thứ cho anh chị. Xe chuẩn nội đô 60 ngàn anh chị. 60 ngàn bao cho anh chị là xe đúng đúng một chủ mua mới, không lỗi lầm. Đó, xe nói chung là được cái là chất xe nó rin với lại nó đi đúng cây số, chỉ vậy thôi. Còn lại là mọi thứ bình thường hết. Sản xuất năm 2018 Indonesia. Cái này bên mình bán bao nha anh chị, bao về km, bao về keo chỉ, bao về chất lượng đó. Còn chủ xe họ đi họ nói chung là ít rửa anh chị, ít rửa, không có rửa. Xe này vỏ lốp theo xe hết nha. Đây nè, tuần thứ 35 2018. Hỏi thay anh ơi, xe đó là biết sao mà em kêu anh đừng mở bánh không? Xe này là còn bảo hành hãng, mới vô bảo hành hãng, mới vô bảo hành hãng. Còn mấy cái bánh này anh đừng mở, mở nó có dấu. Tại xe lướt mà 23 mà mới mua mấy tháng à. Xe này vỏ theo xe hết nha anh chị. Qua mới hỏi chủ xe nó mới bảo hành hãng á. Xe này mới lắm anh chị. Mới tinh nè. À, ốc tán nè, keo chỉ nè, 100% là nguyên rin nha. Gầm bệ cũng vậy. Vỏ theo xe hết nha anh chị. Đây, tuần thứ 35 2018 nè. Mà vỏ cũng còn dày lắm. 60 ngàn nhưng mà cũng tùy theo đoạn đường, tùy theo người đi. 60 ngàn nhưng mà xe này vỏ còn chạy êm. Chưa đến nỗi phải thay. Thì muốn thay thì thay, vỏ này cũng rẻ mà, có 1 triệu một cái à, chứ không có mắc lắm đâu. Bánh dự phòng nè anh chị. Đó, bánh dự phòng đúng bánh của nó luôn ha, tuần thứ 35 2018 luôn. Bánh rin. Rồi vỏ lốp còn hết, chất xe thì tuyệt vời, ưng ý. Và bên Tâm để là anh em alo nói đi em. Vintrax hai cầu em 18 à. Năm đồng mấy á, anh đang làm video, tí nữa anh điện lại em nha. Năm đồng mấy
Xe này chất lượng anh chị, nó cũng không phải là xuất sắc nhưng mà nó được anh chị. Xe này Tâm đánh giá cũng được khoảng từ 7 điểm rưỡi tới 8 điểm nha, 7 điểm rưỡi 8 điểm. Mới đăng kiểm hôm qua, mới đăng kiểm hôm qua. Giờ anh chị về đi 2 năm nữa mới đăng kiểm lại. Tâm đăng kiểm mua phí đường bộ đồ ngon lành hết rồi. Giờ về chỉ xài thôi anh chị ơi. Rồi muốn xịn nữa thì gắn thêm cái màn hình. Thường là củ số nó rất là mòn nhưng mà củ số xe này đẹp lắm. Không mòn miếng nào hết đâu. Còn xài đầu đầu đĩa với loại USB với loại Bluetooth. Để anh chị 240 triệu nha. 240 triệu bên Tâm bao rút hồ sơ. Đời 2018 đi ngon lắm. Xe nhập mà thương hiệu của Toyota nó đi như ý luôn chị. Đi như ý, cái này đi nó đẹp, nó xịn và nó thương hiệu. Mình không phải là có cái xe này mà khen xe này chơi xe kia, nhưng mà cái gì nó cũng có giá trị nhất định của nó. Bởi vì giờ đang quay cái Toyota Wigo, cái đem chơi cái i10 với lại chơi cái Morning, nên Tâm không có chơi xe nào hết đó. Mỗi người có một cái sự lựa chọn khác nhau, nhưng mà cùng phân khúc với những cái sản phẩm này thì đây cũng là một cái sự lựa chọn khá là phù hợp so với giá thị trường. Vừa rồi có cái xe kia màu đỏ cũng đời y dày luôn, cách đây tháng mấy hai tháng mà nó bán Tâm 235 triệu. Tâm nhận lời xong cái nó bẻ cái nó bán cho người khác. Cũng là dân dân buôn á, dân anh em đi buôn á mà làm ăn hai lời, cái Tâm dẹp không chơi nữa. Bởi vậy bên Tâm hứa là có và làm là phải được, chứ không có cái vụ mà lỡ dở lan gian nha anh chị. Và chưa bao giờ làm cho một cái khách hàng nào cảm thấy mà không vừa ý và cảm thấy có một cái sự không hài lòng hết đó. Nói chung là con người mà không có ai mà hoàn mỹ hoàn thiện 100%, nhưng mà mình làm tới cái mức độ mà hết sức có thể, vậy là quý rồi, vậy là vui rồi anh chị. Hết sức có thể, mà nếu mà không được nữa thì lúc đó mới chịu thua. Tất cả là vỏ rơ lốp còn tốt và đăng kiểm thì mới đăng kiểm. Và xe này anh chị mua về thì không có làm gì nữa nha anh chị, mua về chẳng phải làm gì đâu, chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Bên Tâm thay nhớt mới luôn rồi, thay nhớt mới rồi, rồi thay nhớt, đăng kiểm, vệ sinh, dọn dẹp, kiểm tra tổng thể. Xe này thì đây thắng ABS nè, cái máy nó cũng bình thường thôi chứ không có xuất sắc nha anh chị. Cái máy nó, cái màu máy của nó là chủ không có rửa đó anh chị, nhưng mà được có cái là 100% là chưa mở, chưa bung, chưa gỡ đó. Cái được điểm cộng là chưa bung chưa gỡ. Chứ còn cái màu máy thì nó không có đẹp như mấy cái xe khác, nó vừa vừa. Nhưng mà bù lại là Tâm đánh giá xe này cũng phải từ 7 điểm rưỡi trở lên đến 8 điểm anh chị. Được cái là đi ngọt và êm lắm. Bởi vì cái một đời chủ đồng hồ chuẩn, đi cũng khá là hài lòng. Có thắng ABS đều đầy đủ ha. Màu nhôm nè, chất xe nè, nguyên chất xe thì ok. Đèn pha nè, chủ đi không có rửa đó anh chị, không rửa. Nên giờ về Tâm mới rửa nè. Có một hai cái vị trí là nó bị dơ, bị ố, phải tẩy rửa ra. Nhưng mà không bao giờ dùng thuốc nha, 100% là không dùng thuốc nha anh chị. Cái này thì bên Tâm có sử dụng là Sumo với xà bông, Sumo với xà bông. Còn cái thuốc mà bỏ trong can á, màu đỏ đỏ là thuốc xử lý vỏ lốp. Đó, mình quét vô cho cái vỏ nó sáng lên, nó bóng lên. Đó, thì cái xe nó sẽ đẹp từ đầu tới chân. Còn cái phần riêng về cái phần động cơ á, là Tâm không bao giờ cho anh em sử dụng một tí thuốc nào trong đây nha. Bởi vì nếu mà động cơ này nó bằng nhôm mà anh chị xử lý thuốc vô là nó sẽ bị nổi muối lên hết, nó bị oxy hóa hết, nó một lần hết. Nên vô cái có một cái trường hợp vừa rồi Tâm mua cái xe Vios đó, xe chạy có 40.000 à, mà tự nhiên cái ông đó ông muốn bán xe, ông nói từ nào giờ không có đi bảo dưỡng. Tự nhiên bữa đó vô bán xe, cái vô nhờ cái anh thợ đó kiểm tra vệ sinh sơ, cái về bán cho dễ. Anh lấy thuốc á, thuốc mà loại pha cực nặng á, xịt vô một cái, tôi nói xe Vios biển Bình Dương mà một chủ luôn, mà người ta làm cơ quan nhà nước á, kỹ lắm, mới dữ lắm luôn, có 30 mấy ngàn mà cái máy cháy đen thui luôn anh chị. Xịt vô một cái tôi nói máy cháy đen thui luôn, cái lên bữa Tâm coi là lại không cháy đọc vậy đó. Bữa coi nhận lời mua là không cháy, bữa sau bàn giao xe nó cháy đen thui luôn. Cái hỏi sao, nói tới kỳ bảo dưỡng, hãng nó nhắc xuống bảo dưỡng, cái nó bảo dưỡng, cái nó xịt, nó rửa giùm cái máy để bàn giao để bán, nó chết rồi. Trời ơi, phải không rửa là được, giờ rửa thôi bớt tiền, họ đâu chịu bớt, tại mình cọc rồi. Có nhiều trường hợp nó cũng éo le anh chị, nhưng mà hạn chế rửa đi,
anh chị không biết thì đừng có rửa, đem ra cho người ta tư vấn cho, chứ mà đưa vô tầm bậy cái hư, hoặc là đừng rửa luôn, đừng rửa luôn, rửa thuốc là hư nha. Còn xe này thì không có rửa thuốc, nhưng mà chủ để sao mà nó bẩn lắm, rồi về tâm vệ sinh dọn dẹp rửa ráy ra. Nhưng mà cái điều quan trọng, điểm cộng lớn nhất là xe này một chủ và không tua đồng hồ, đúng chất lượng đó. Bây giờ tâm vệ sinh ra sạch bóng hết rồi, ok hết rồi đó. Những cái điểm nào mà trừ là tâm làm cho nó hoàn thiện hết rồi, không còn điểm trừ nữa, nó hoàn thiện, nó ổn định và nó ok. Anh chị mua xe này về xài thôi, chả phải làm gì thêm, bởi vì bên tâm đã kiểm tra tổng quát rồi, kể cả đăng kiểm tâm cũng đăng kiểm mới là luôn rồi. Gầm bệ thì không có một miếng gì xét đâu, gầm không có xét, gầm đẹp lắm, gầm còn đẹp, còn tươi, còn trắng. Và dòng này nó khá là ổn định, nó chạy chỉ đâu đó khoảng 4-5 lít xăng cho 100 km thôi. Động cơ nó có 1.2 à, 4 máy nhập khẩu, nó cũng có cảm biến, nó cũng có thắng ABS, nó cũng có nhiều thứ anh chị, đèn bi cầu rồi này kia kia nọ rồi ha. 240 triệu chốt cho anh chị con xe Honda Toyota cái gì quên rồi, Wigo nhập khẩu Indo 2018 tháng 12/2018, màu trắng, màu trắng đó, một chủ xe rin không lỗi, bán chị 24, anh chị thấy hợp lý thì chốt nha. Cảm ơn anh chị, hẹn gặp lại anh chị nha.